Hội sexy á là cái vòng eo của em nè, cho nên nó phải nhỏ lại. Cái vùng hông và mông. Hông và mông nó là hai cái, phải một cái. Hông là cái ngoài đây nè. Nó tạo ra hình nhỏ cái mà giống như đồ hầu cát á. Mốt em tập lâu á, cái lưng em cái này nó nổi ra hai cái chữ Y ra đẹp lắm. Thấy không? Nổi chữ Y. Nhìn bao sexy. Nhìn bao sexy. Không. Ừ. Đúng rồi. Vô. Giữ lại lâu tí nè, chỗ này lâu tí nè. 10 giây gắn lên. Còn tự đúng mình chọt xuống dưới tới đất luôn nha, chứ không phải chọt hai tấc nha. Thì nó là lower body. Gym nữ tâm kinh. Cực phẩm gymmer. Thước tha đầy mạnh mẽ. Rồi bây giờ qua phần dưới. Bây giờ qua phần dưới rồi phân tích. Nè bây giờ nè các bạn chịu khó. Đây. Khi một người đứng ngang như vậy, cái phần dưới là phần từ đây xuống. Ok. Thì nó sẽ có phần này đây nè. Cái là phần hông. Tập phần hông nó rộng ra. Mình chưa nhớ cái hệ số mà nó sexy á. Nhớ chưa? Cái hộ sexy á là cái vòng eo của em nè, cho nên nó phải nhỏ lại. Cái vùng hông và mông. Hông và mông nó là hai cái, phải một cái. Hông là cái ngoài đây nè. Nó tạo ra hình nhỏ cái mà giống như đồ hầu cát á. Hồ cát á là ta nói về hông. Còn ta nói mà ngực tấn công mà mông phòng thủ á là người ta nói về mông. Còn anh á, anh trend là một người con gái tập gym á thì nó phải đạt cái hai cái, tức là có hai góc ảnh huyền thoại để làm cho đàn ông nó xuống tiền. Và thứ nhất góc từ đây bắn qua đó thì cái ngực nó phải dảnh lên, cái eo nhỏ lại, cái mông nó đưa ra làm sao vậy nè, đứng như cái tướng vậy nè. Không, đúng vậy nè, không. Đó là một góc. Còn góc thứ hai á, góc Ngọc Trinh hay chụp á. Tại Ngọc Trinh góc này không có mạnh. Nha, góc này đứng dày. Đứng một trái chân dày để chi, để tạo ra cái hông. Đó, Ngọc Trinh thì mạnh này ha. Nó tạo ra cái hông đẹp, nên là hai góc đều đẹp. Rồi vậy thì, bây giờ mình qua bài này. Thì bài này tập cái gì đứng đó, khoan từ từ đừng nóng. Bài này là có bài có tên là Khôn. Mà cái curl là cái gì, là cái gì này, móng ốc kéo là curl. Thì ở đây em sẽ thực hiện cái động tác là kéo cái chân vô. Nè, đứng đây không có nhìn được đâu, tưởng tượng đánh đụng chỗ nào, đây là nó sẽ vô cái này, vô từ đây, mông từ đây đi xuống. Ok, cái phần này không tác động lắm. Cái phần này cũng có, nhưng mà không tác động lắm. Nó sẽ đi từ cái thắt lưng của em, nó đi xuống mặt sau. Nó đi xuống mặt sau, mà nó vô phải tập trung phần này với phần này. Và một tí xíu phần này nha. Nên sau này á, thí dụ như em hết 144 buổi của anh rồi, em sẽ hiểu được những cái này. Và em sẽ tập được những cái này, và thậm chí em có thể dạy cho người thân em những cái này. Anh là BT nó không có giống nghề. Chứ còn mấy thằng kia nó vô nó dạy em tập đi, nó không nói, nó không giải thích. Nó không có clear ở tập này gì cả. Thấy không? Giá trị của buổi nó phải khác giá trị của thằng 200 ngàn là sao. Rồi vô em. Rồi vô ngồi. Đó, anh sẽ không tập để cho em chưa biết gì luôn. Anh chưa biết gì luôn, em hình dung tập nó mới riêu. Rồi gác chân vô chính xác. Coi cái này ngồi chuẩn chưa. Xích quanh đây xíu, ngồi nó bị méo bên. Đó. Rồi cái này lóc vô đùi, cái này lóc cái đùi nè. Đó, nó sẽ lóc cái đùi chỗ này. Ok. Rồi lóc đùi chứ đừng lóc đùi gối nha. Rồi ok nè. Bây giờ cái này nó hơi nặng đúng không? Hơi nặng thì có anh. 1, 2, 3 kéo vô, chính xác. Đó, cái vị trí đó nhớ lại. Xong rồi thả ra từ. Đó, tới đây, giữ ra, không có thả hết. Rồi xong rồi kéo lại. Đó, thấy người nhảy vui không? Có đúng là nó đau những phần nãy em nói không? Có đùi sau, có mông. Một phần bắp chân. Nè, tập nè, vô. Vô. Đó. Vô. Rồi, 5 cái nữa nha. Rồi, 4. Đúng rồi, thở thoải mái em. 5. Ủa lộn, đếm ngược rồi. 2 cái nữa. Hi. Cái cuối nè, kéo vô giữ nó luôn. Ừ, rồi giữ luôn. Rồi giữ luôn. Thả ra từ, gồng lên, gồng cái đuôi. Tức là em thả ra nhưng mà vẫn gồng cái này. Em gồng ok. Từ, thả ra. Right. Rồi, xong. Chúng ta cùng nhau từ. Tháo cái chốt này. Đó. Rồi đi ra đây chưa, các bạn đi ra đây hơi bị căng. Đừng có đi nhỏ nhoi liền, đứng cặp chân đứng để giãn này ra. Tức là giãn cái đùi sau ra cho nó đừng chụt rút vài cái thôi. Ừ, gặp gặp vậy đó. Ok. Đó. Chứ không đi luyện nữa. Hả?
Ừ, trời ơi, PT xịn mà. Đó, không, mà tưởng em vô game cái là nó phải vậy. Đứng cũng khác người ta nữa. Mấy người chưa vô game đứng phát một lưng công vọng, không thấy đâu hết. Không đó. Nhưng mà em mướn anh là PT đúng rồi, anh có bằng photographer nữa. Múc chụp hình cho em luôn. Rồi, tiếp tục em ơi, vô. Anh mới lên tạ đó. Rồi, cứ ngồi đi, anh chỉnh cho. Mà đã nói rồi, cái này là hân hở ra xíu cho nó tự nhiên. Không phải, em đang bị cái trạng thái là cái chân này thì nó... Ừ, thôi vậy được rồi đó. Nó đỡ hơn nãy, hồi nãy nó quéo quéo vô, nhìn nó không có được cho tự nhiên. Rồi, vô, 1, 2, 3. Wow. Thả từ từ nè, rồi. 2 3 chậm lại. 4 5 6 7 8 9. Gạt đi, chưa. Chục nữa. Chục 1. Cái cuối nè, cái cuối nè, thả từ từ thôi. Chục 2. Chục 2. Rồi giữ lại nè, thả từ 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 từ. Tốt. Em tập về bạn tôi tập 6 tháng rồi đó. Không tin em cứ coi video bóp hình của bạn em đi. Đi ra rồi làm động tác giống nãy nữa, căng căng vài cái nè, chỉ cho đúng rồi đứng cái form nó phải thẳng vậy nè, cái lưng nó vậy nè, để mốt tập bài deadlift cho vậy. Mốt cái clip khỏi dài, em đứng được cái thế này là ra đường ta nói là mình có trình rồi đó. Tức là tập gym PT nó là phải nào nó đứng như vậy. Quan trọng ở chỗ này nè. Em được mốt em tập lâu á, cái lưng em cái này nó nổi ra hai cái chữ Y là đẹp lắm. Không, nói chữ Y, nhìn bao sexy. Nhìn bao sexy. Rồi, bài này bài đạp đùi em. Cái bài máy này cũng tên là máy PA. Thì tất cả những cái máy nãy giờ em tập mà cái ghế nó chuyển động á, nó đều kêu là cái máy PA. PA là viết tắt cái chữ Bio Arc. Bio là sinh học, Arc là cái đường cong, là quỹ đạo đường cong á, nó kêu là đường cong sinh học. Đó, đường cong sinh học thì nó sẽ tác động cơ tốt hơn so với đường thẳng tuyến tính. Thì bây giờ cái máy này là cái máy đạp đùi. Để em nhìn hình nhỏ này đạp nè. Chúc em đạp đẹp hơn nhỏ này nha. Máy tên là Deadpress. Rồi em cứ vô ngồi đi, anh sẽ chỉnh cho từng cái vị trí cho nó phù hợp với em. Còn máy này không có PT vô, không ai chỉnh nó đạp bậy bạ không. Rồi đầu tiên từ từ coi hàng này, hàng maximum chưa. Rồi chưa maximum, bóp cò. Mà đứng đây bóp cò trúng hàng đâu á. Qua đây. Nè. À, kéo vô. À, anh làm cho em khỏi làm, trời em mướn anh rồi mà. Nó có vô hàm chưa? Rồi vô hàm rồi. Rồi xong, chân đặt đúng chưa? À, chân đặt ở đây. Chân đặt ở đây. Rồi cái tay có hai vị trí cầm, một cầm cái đó cũng được, hai là để trên đùi gối cũng được. Cầm ở đó thì tập nhẹ, để trên đùi gối thì tập nặng. Bây giờ chưa biết nặng nhẹ làm sao đâu, đạp thử một cái coi. Đạp nói không? Vô. Wow. Đó. Vô. Chính xác. Yeah. Rồi. Vô. Ngừng. Rồi đạp ra. Yeah. Không. Đó. Đạp. Đạ. Đạp. Đạ. Cái bài này tác động nguyên cái chân luôn. Wow. Mông đùi chân gì, mặt trái, mặt ngoài, mặt trong, mặt phải vô hết. Ok. Ráng 4 cái nữa. Còn nhẹ mà đúng rồi, nhìn mặt em còn tỉnh lắm, chúng mới lên thêm 4 cục. Bữa nay là cái buổi cởi người xem hoa thôi. Để tiếp trình. Rồi, được rồi gái ơi. Đạp rồi. Được, ok, rồi thu vô từ từ nè. Nó. Rồi, bước ra đi người ơi. Bước ra đó thì ví dụ như chưa bước ra làm lại không đúng quy trình. Đúng không? Em mướn PT 1 triệu mà anh không phục vụ em vậy là anh không xứng đáng là PT 1 triệu. Chưa, để chân đi. Cứ để chân đi, đừng đạp vậy nha. Đừng đạp dưới chân đó. Bóp cò, cặp. Đó, à, đừng có đạp vặn rồi, quỷ à. Rồi, bước ra đi em. Đó, rộng rãi thoải mái đúng không? Ăn tiền là cái chỗ đó. Rộng rãi thoải mái. Ha. Rồi lên cho 4 cục như lời anh đã hứa. Thành 7 cục. Chưa, ok, để anh bóp cầu. Rồi, đẩy chân vô nè. Lôi vô, đừng đạp nó không vô. À, chưa vô nghe, để gắt mắt dạng trái cho nó vô nghe. Rồi, đạp. Vô. Chính xác, rồi vô.
giữ lại gồng nè, em phải giữ được, tức là cái động tác vô phải giữ, không để cho em phải có động tác em gồng em giữ, không tạ nó chạm nhau mất kích thích. Chạp vô, rồi vô. Mười hai. Rồi vô 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 gồng gồng giữ nè, giữ 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 giữ. Rồi ok. Wow, đứng ngồi luôn đi, ngồi luôn đi. Ngồi luôn đi, thêm có màn không, điệu nó có khác mà. Điệu nó có khác. Đúng không? Ok, chân kia, chân kia. Tại vì cái này nó vô đùi nhiều mà. Đó, đó. Đó. Đùi nó nè. Đùi trên bóp nhẹ nhẹ thôi nha ba, bóp mạnh gãy xương ta đó. Rồi xong đi ra. Làm ngụm nước đi cho nó đẹp cuộc đời. Rồi, mời em. Cảm ơn anh. Cái gì em, nhiệm vụ của anh mà. Đây cục số 7, số 7 ra qua bên đây coi. Em đang đạp được 70 kg. Em đang đạp được 70 kg. Mình nhúng nước á, khăn này nó sẽ lạnh. Nó lạnh nó làm cho mình phục hồi và cảm giác thoải mái hơn trong phòng gym. Wow. Khăn thể thao nó phải là như vậy. Để khô tập, để khô sử dụng là sai. Nè, giờ từ từ nha. Mát ghê. Lạnh mà. Khô sao có cảm giác này. Cái này mà để khô là sai tới 7. Rồi bây giờ em vô đây. Em nằm ra. Tay cầm vô đây. Cái vai em gác vô đây. Nhưng mà slot khăn cho em. Động tác này có động tác là hack squat. Cái máy này là máy hack squat. Máy này tập được 2 bài đúng không em? Máy này máy hack squat. Cứ ngồi lên bình thường thôi em. Ừ, ngồi lên bình thường. Đó. Xong rồi đặt cái chân trên kia, đặt cái chân trên kia, đặt cái chân trên kia chính xác. Xong rồi cái mông em ra làm sao một tí. Ra đây nè, ra đây nè, trước chứ, xin lỗi. Rồi xong rồi nằm xuống luôn, em nằm xuống luôn. Đó, đúng giờ nha. Chưa, từ từ, bình tĩnh đừng nóng em. Cái khăn chỗ này, để không, cho nó vô cái vai. Nó lạnh lạnh đúng không, đã đúng không. Đó, kẹp vô, hoặc là không cần kẹp, để thôi là nó không rớt rồi. Rồi xong rồi, chính xác. Rồi, từ từ đi, cái chỗ này chỉnh nữa nè. Cái chỗ này thôi em chết mẹ rồi, nhẫn ngồi lên sao em chỉnh được ta. Thôi kệ, cứ đạp đi. Đạp đỡ đi. Đạp nháp đi. Ha, dù như cái thế này, thế mà thằng nào hôi nắp là chết rồi không. Cái thế này là kể như thằng nào hôi nắp là xong game. Rồi, dù giờ em đạp lên nè. Đạp lên. Đó, đạp, ok. Rồi xuống nè. Phê chưa, tới đây nè, chưa, tới đây. Rồi, đạp lên. Đó. Nó giống bài hồi nãy, nó khá giống bài nãy mà nó ngược. Cũng là chập chân luôn. Đập lên. Nặng không em? Uống nước nhiều nặng thối. Vậy hả? Ủa nãy muốn nước gì đâu? Là ngụm mà. Đi lên. Rồi. Ok. Rồi vô. Giờ mình tập set thôi, mình chuyển qua ngồi. Bài đang ngồi tập cũng được nữa. Thôi không có tay hát online phục vụ ghê lắm. Chán nằm cho qua ngồi à. Ngồi chán chuyển qua bò luôn. 72 lần em. Rồi. Đạp đầu đuối nghỉ em ơi. Nhẹ mà. Đạp đầu đuối nghỉ nha. Ừ. Đạp đầu đuối nghỉ cho biết cái máy là lạ thôi. Này nhá hàng. Ok. Rồi. Rồi. Xong. Rồi bước xuống. Nặng nặng xíu vào đây em vô. Tập banh mông luôn. Hơi căng đúng không? Đúng rồi em để chân vậy đó. Rồi. Bây giờ đạp nè. Đạp mạnh lên ra nổi không? Chỉnh xoát. Rồi. Nhẹ hả? Rồi thả vô một cái chỉnh lại cho phê chứ nhẹ quá tập nó hơi lông. Nhẹ quá tập nó hơi lông. Nửa ống á, đừng đạp nha. Đạp chết anh á. Rồi. Rồi đạp hết nổi không gáy. Đạp đi. Đạp đi. Ok. Ok, cái đầu khó thôi với cái sau dễ. Đó. Ok. Tập. Thấy tay nổi không? Tập.
tóc 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 đó, thở rồi đó, ba cái nữa. Một no. Hai, cái cuối, cái cuối. Ba, vô từ từ cái nè. Từ từ giữ nguyên hiện trường. Đấy, anh nè. Em đạp nhẹ nhẹ cho nó ra. Đó. Đạp nhẹ hay đạp mạnh quá đi bụi luôn em. Đó rồi, thoải mái rồi bước ra. Phòng khác vô nó tập kệ nó. Phòng này anh bao vậy em? Nani? Phê chưa? Thì đúng, PT nó phải dạy cho em chứ giờ PT để cho PT là gì? Rồi em sẽ giúp cho em tập có một cái cảm giác tốt nhất, một cái kết quả tốt nhất. Tốt nhất để nó nghĩa rất là chung trong cả quá trình tập, trong từng một rep tập, trong từng một bài tập và trong từng một buổi tập. Em ký contract là xong hết rồi đó. Rồi giờ còn cái tốt nữa nè, lao tạo cảm giác cho nó mát mẻ rồi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.